Xin chào các bạn, hôm nay mình gửi tới các bạn một món ăn từ thịt dê, đó là dê chao hành tỏi cùng ngũ vị hương. Miếng thịt dê giữ lại được toàn bộ dưỡng chất bên trong, mềm, ngọt, vừa chín tới ăn cùng các loại rau và tương thì còn gì bằng. Thịt dê thái hình quân cờ, to, đã tẩm ướp gia vị, được nhúng vừa chín tới trong chảo dầu sôi lăn tăn, lấy ra chấm với chấm tương và ăn cùng với những loại rau thơm đặc trưng dân dã thì thật là tuyệt vời các bạn ạ. Nguyên liệu để làm món dê chao hành tỏi mình đã chuẩn bị: 400g thịt dê, tỏi và hành khô bóc sẵn, lá mắc mật, vừng rang cùng gia vị, ngũ vị hương, hạt nêm, dầu hào, dầu ăn, bí chính. Thịt dê rửa sạch thái hình quân cờ, cho vào tô cùng các gia vị như ngũ vị hương, mì chính, dầu hào, hạt tiêu và một ít dầu điều, sau đó trộn đều, ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị. Đặt chảo lên bếp cho dầu ăn và đun cho dầu nóng già, rồi cho hành, tỏi khô vào chao thơm, cuối cùng cho thêm lá mắc mật vào chao cùng rồi vớt ra đĩa.
theo ta cho thịt dê vào chao. Trong quá trình chao phải đảo đều tay để thịt dê không bị cháy. Chao từng ít một, không nên chao quá nhiều vì nhiệt độ dầu không đủ nóng sẽ làm thịt bị ra nước ăn không ngon. Thịt dê chao gần xong, ta cho lá mắc mật, tỏi và hành khô vào chao cùng thêm một lúc rồi tắt bếp, cho thịt dê ra đĩa, rắc vừng rang lên trên, chẳng chí, thịt dê chao ăn kèm với rau thơm và tương quá tuyệt luôn các bạn ạ. À.